bạn đã quay trở lại với kênh Siri Việt Nam. Hôm nay kênh Siri Việt Nam sẽ có một vài cái điểm khác biệt so với những các cái video mà trước đây mình từng làm. Hôm nay là có sự hiện diện của mình. Thì tạp chí Siri Việt Nam hôm nay sẽ làm một cái video giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm đông ben X30 V2 đã thiết kế và dán đề can xong. Thì trước mắt các bạn đó chính là cái sản phẩm mà mình vừa nói tới. Thì cái sản phẩm này có một màu trắng sữa như thế này. Thì bên mình đã hiện tại là đã sản xuất và dán đề can xong, các bạn có thể nhìn thấy đây. Thì cái xe này bên mình đang làm cho một cái đơn vị họ vận chuyển về các cái loại cáp, cáp điện này, cáp quang này, cáp mạng này. Đây các bạn có thể nhìn thấy các cái sản phẩm nó được in đằng sau cái khoang cửa đằng sau như thế này. Thì cái sản phẩm này bên mình nó hoàn thiện rồi, bên mình chuẩn bị giao tới tay khách hàng. Thì hôm nay bên mình sẽ giới thiệu đến các bạn, thứ nhất là cái sự đẹp của cái sản phẩm này so với những cái sản phẩm mà chưa được dán đề can, và thứ hai nữa là những cái điểm khác biệt mà bên mình tích hợp cho cái sản phẩm này. Trước tiên này các bạn sẽ thấy là mình đã thiết kế và dán đề can theo ba cái mục cơ bản. Thứ nhất là cái mục dưới này, ở đây thì có logo và hotline của khách hàng, và chúng ta sẽ có tên công ty này và các cái sản phẩm và các cái dịch vụ mà họ cung cấp này. Ở đây có cái logo. Ở trên này là một cái hình ảnh về một cái sản phẩm mà họ đang kinh doanh, đó là một cái cáp. Đằng sau này là tổng hợp những cái sản phẩm mà họ cũng có. Đấy, thì cái sản phẩm này thì về cơ bản là nó sẽ có những cái, bên mình sẽ hỗ trợ khách hàng là cái dán đề can này. Và thứ hai là cái sản phẩm này là khách hàng cũng yêu cầu hàng dán cái, nó gọi là cái tấm phim cách nhiệt. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, tấm phim cách nhiệt nó sẽ có cái màu đen như thế này. Thì với cái tấm phim cách nhiệt này thì bên mình cũng hỗ trợ lắp đặt cho khách hàng. Thì cái tấm phim này nó có cái độ chống tia UV là 89% và chống nhiệt là 60%. Để lên các bạn nhìn thấy nó sẽ có màu đen tuyền như này. Với những cái sản phẩm mà chưa được dán tấm phim cách nhiệt thì nó sẽ trong. Đấy, chúng ta có thể hoàn toàn nhận biết được bằng mắt thường. Đấy, ngoài ra thì cái sản phẩm này bên mình cũng làm một số cái option khác. Thứ nhất là cái camera lùi. Đây, các bạn có thể vào đây để nhìn cái camera lùi. Đó, mời anh máy quay vào đây. Đấy, cái camera lùi được tích hợp sẵn trên gương như vậy thì nó rất tiện lợi cho khách hàng. Khi mà khách hàng vào số lùi thì tự động là camera nó sẽ chuyển về đằng sau, và khi chúng ta đi đường thì nó sẽ quay các cái mà chúng ta đi đường ngoài, nên nó gọi là cái camera hành trình đấy. Ok, thì cái sản phẩm Domain X30 này nó cũng không khác gì so với các cái sản phẩm Domain X30 khác. Chúng ta vẫn có một cái ngoại thất nó giống ở phần đầu này. Khi chúng ta nhìn vào lần đầu tiên thấy nó khá là giống với các cái sản phẩm của BMW, với hai cái khe tản nhiệt nó to bản như thế này. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái hệ thống đèn pha, đèn bi xê lông rất là quen thuộc với các sản phẩm X30 khác rồi. Mình đã giới thiệu rất nhiều, quá nhiều về cái sản phẩm này rồi. Thì thực tế ra là mỗi lần nói lại là một lần mà mình cảm thấy nó cũng chán, không muốn nói nữa. Đấy, chúng ta sẽ có hệ thống đèn pha bi xê lông, đây nó sẽ sáng hơn những cái bóng đèn mà sử dụng cái công nghệ cũ là halogen. Ở đây có đèn gầm. Ở đây dưới này chúng ta sẽ có các khe tản nhiệt để lấy gió của cục nóng điều hòa đó. Và đằng sau này chúng ta sẽ có thêm một cái đèn bên như này. Ở đây là cái logo 1.5, các bạn hoàn toàn có thể phân biệt được các cái sản phẩm của đời 2017. Nó sẽ không có cái logo 1.5 này, vì đời 2017 trở xuống thì nó chỉ sử dụng cái động cơ 1.3 thôi. Thì từ 2018 trở lên thì nhà máy nó bắt đầu áp dụng cái bộ máy DOHC 1.5 lít cho cái sản phẩm Domain X30 này rồi. Ở đây chúng ta sẽ có các cái lốp của Việt Nam, Casumina của Việt Nam. Đó. Về cái khung hàng, về cái khoang hàng thì là một cái sản phẩm tải van. Thì cái sản phẩm này vẫn hỗ trợ trọng tải của cái khoang chở hàng là 950 kg, và chúng ta có thể nhìn thấy các cái đặc điểm của một cái chiếc xe 8 chỗ ở bên nước ngoài về Việt Nam, để khoán cải đi là hai cái lô khoang la sau này và các cái chỗ để bắt cái dây thắt an toàn. Ok, mời anh camera quay ra đằng sau này, chúng ta nhìn một chút về cái đằng sau. Ở đây cũng được dán logo này, các bạn sẽ nhìn thấy là tên công ty này, logo của họ dán trên kính. Ở đây là cái camera lùi đằng sau này, chúng ta sẽ nhìn thấy cái camera này. Số bất biển, chúng ta vẫn sẽ có một cái hệ thống đèn giống các cái sản phẩm Domain X30 khác, hệ thống đèn hậu và đèn xi nhan. Ở đây chúng ta cũng có thể mở cửa lên để quan sát thêm cái khoang chở hàng. Ok, về nội thất thì chắc là mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi.
chúng ta vẫn có một cái nội thất của cái dòng xe X30. Mời em quay đi sang bên cửa kia nhé, bên cửa này. Ok, về cái nội thất, chúng ta vẫn có một cái sản phẩm với cái hơi hướng thiết kế của những cái xe con, với cái cabin của những chiếc xe con. Mình dán xong cái tấm kính nhiệt này thì chúng ta thấy là ngồi trong khoang này cũng sẽ không thấy nóng, mình thấy nó mát hơn rất nhiều. Chúng ta vẫn sẽ có một cái nội thất chia được làm 3 khoang như này. Đây khoang giả gỗ, dưới này là giả da. Chúng ta có hai cái loa phát nhạc ở hai bên. Hệ thống FM radio đã hỗ trợ cái USB để khách hàng có thể là đặt USB đây. Chúng ta có thể phát nhạc bằng USB này. Ở đây chúng ta có thể để điện thoại này. Ở đây chúng ta sẽ có cái hệ thống điều hòa này, điều khiển điều hòa, hệ thống lấy gió. Thì cái sản phẩm này hiện tại đang hỗ trợ là điều hòa 2 chiều, trợ lực lái điện và kính điện 1 trạm. Rồi. Ghế thì Dominic 30 vẫn đang sử dụng ghế nỉ, có thể là một thời gian nữa các cái đời lần sau thì hãng rồi. Thì qua cái video này thì các bạn cũng có được cái nhìn cận cảnh về cái sản phẩm Dongwen X30 mà bên mình đã thiết kế và chuẩn bị giao cho khách hàng. Thì có bất kỳ thắc mắc gì các bạn có thể để lại comment bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video review về những cái chiếc xe đẹp mà CD Việt Nam đã hoàn thành để giao cho khách. Xin chân thành cảm ơn các bạn.